Sư tử sát hại linh cẩu con cực kỳ dã man. Khi thấy chú linh cẩu con lấp ló ngoài cửa hàng, con sư tử đực liền nhanh chóng lao tới nhằm tóm gọn đối thủ. Với sức mạnh vượt trội, con mèo lớn đã không mất nhiều thời gian để làm được điều nó muốn. Mặc dù linh cẩu mẹ liên tục gào rống nhằm đánh đuổi đối thủ, song con sư tử đực vẫn bỏ ngoài tai tất cả để giết chết chú linh cẩu non.